Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Công Lý vừa đột ngột thông báo, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã qua đời tại bệnh viện vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 14 tháng 2 năm 2020, tức ngày mùng 3 Tết năm Tân Sửu, sau một thời gian dài ông chiến đấu với bệnh tật. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng là một diễn viên, đạo diễn điện ảnh và đạo diễn kịch nói Việt Nam. Hoàng Dũng chinh phục khán giả bằng tài năng qua những vai diễn nặng ký như phó giám đốc chính trong vở kịch nói nổi tiếng của Lưu Quang Vũ, Tôi và Chúng Ta, vai lắm trong Hà Nội Đêm Trời Gió, hay Hai Hùng trong Ăn Mày Dĩ Vãng. Gần đây nhất, ông cũng liên tục gây ấn tượng mạnh trên lĩnh vực truyền hình, đặc biệt với vai diễn Ông Trùm, Người Phán Xử Làm Mưa Làm Gió Một Thời. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng tên đầy đủ là Hoàng Tiến Dũng, quê ở Hưng Yên. Ông sinh năm 1956 tại Hà Nội. Ông không chủ đích theo đuổi nghệ thuật, nhưng nghề diễn lại chọn ông. Trong lúc chờ đợi kết quả đại học, ông được những người bạn cùng khu phố rủ đi thi tuyển vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp năm 1978, ông trở về Đoàn Kịch Hà Nội, tiền thân của Nhà hát Kịch Hà Nội, và từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 2007 tới năm 2017. Ông từng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, danh hiệu cao quý nhất mà Nhà nước Việt Nam trao tặng cho những người biểu diễn nghệ thuật vào năm 2007. Trên sân khấu kịch, Hoàng Dũng được ví như một con dao pha, nghĩa là ông có thể đảm nhiệm nhiều vai diễn thuộc các thể loại khác nhau, vai hài, vai bi, vai chính, vai phụ. Bên cạnh những vai diễn khẳng định được khả năng diễn xuất, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng cũng dàn dựng các vở diễn sân khấu. Sau khi nghỉ hưu, ông còn cộng tác với Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng vở kịch Nguồn Sáng Trong Đời, kịch bản của Lưu Quang Vũ. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng có một gia đình hạnh phúc, con trai lớn của ông tên là Hoàng Duy. Khi còn nhỏ, anh từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình. Tuy vậy, lớn lên, Hoàng Duy không có ý định nối nghiệp cha. Hoàng Duy từng tâm sự, một mình đi đóng phim, cháu cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi hợp tác cùng bố Dũng vì bố rất khó tính và đòi hỏi cao. Nhưng cháu không thích làm diễn viên như bố, kể cả khi hăng hái nhất, bởi vì cứ tưởng làm một tí là xong, ai ngờ, lâu lắm và rất khó. Mọi người bảo cháu giống bố, nhưng cháu lại chẳng thấy như vậy. Hoàng Duy hiện tại đã lập gia đình. Vợ của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng rất xinh đẹp. Ông từng tự hào chia sẻ về người bạn đời rằng bạn ấy rất giản dị, chẳng bao giờ nghĩ cho mình, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho chồng, cho con. Ví như mình là nghệ sĩ nên quần áo của mình khá nhiều, thậm chí là thừa. Đến lúc nhìn lại thấy vợ mình mãi lo toan, chẳng chăm chút gì cho bản thân cả. Thế là mình lại động viên, thậm chí tự tay sắm sửa cho vợ. Nhưng nếu mà nói điểm gì khiến bạn ấy khiến mình yêu thương nhất, thì có lẽ chính là bởi bạn ấy sống giản dị và hy sinh. Trước khi qua đời, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã phải chống chọi một thời gian dài với bệnh tật. Trong năm 2020, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã phải phẫu thuật điều trị bệnh đau lưng.